Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trời Huế bây giờ chúng ta thấy nắng ban sáng cũng khá là mạnh, trời thì trong xanh, con người thì bây giờ đang rộn rã và nhộn nhịp. Cái nhịp sống đầu tiên của một ngày, người thì đi làm, người thì ra chợ mua bán. Kính thưa quý vị, mình đang đứng cái chỗ này, cái khu vực được mặt bởi vì đây nguyên là chợ Tây Thành cũ. Cái chợ này nằm ở cái góc, bởi vì tại ngay tại cái tỉnh lộ 4. Cái đoạn này chúng ta sẽ đi lên theo cái hướng được mặt là lên thành phố Huế đấy quý vị. Đi lên một đoạn còn tầm cỡ 3 cái số thì chúng ta sẽ đi tới Bao Vinh, rồi đi qua đường Đào Duy Anh, rồi lên Huỳnh Thúc Kháng, và chúng ta sẽ tới chợ Đông Ba, đi theo cái tuyến trước mặt, cái chiều trước mặt. Còn cái chiều ngược lại này thì chúng ta sẽ đi về phía xìa. Vâng, hôm nay mình xin mời quý vị chúng ta về thăm cái chợ, đó là chợ Tây Thành, và bây giờ người ta đổi thành cái chợ Tây Ba quý vị. Đây là cái cầu cổng hộp Tây Ba. Ra cái góc này chúng ta thấy có hai cái cầu bắc qua cái sông này, bà con gọi đó cũng là sông Tây Ba đấy quý vị. Vì thấy quang cảnh buổi sáng, bà con buôn bán ngay cả ngoài đường, bán thức ăn, bán gạo, bán bánh. Ở đây có ó bán mì, rồi là bánh trưng, dạ bánh tiêu nữa hả? Mì ở bao nhiêu ó? 5 ngàn à? Rẻ vậy à? Dạ. Mì như quê mà. Dạ. Đây là cây xíu. Đây là cái ốp la. Ốp la. Dạ. Và xíu đây hả? Ở bên kia đó. Dạ. Dạ. Chà ngon quá. Dạ. Dạ. Cảm ơn ô. Dạ. Mê bán gì đâu mê? Mê bán bánh là hết rồi. Hết rồi à? Bán nhắn chưa? Chà bán đắt quá. Dạ. Mai về quay. Mai về quay mê. Mê bán bánh chi? Bánh sáng, bánh lọc, bánh trứng. À, bánh sáng, bánh lọc, bánh trứng. Mê bán hết cà rô ní luôn hả? À. Là được mấy tiền? Được 200. 200 hả? Là tiền bổ cả hết đúng không? Dạ, kể cả bổ cả lời là 500 200 đó. Bổ cả lời. Cả bổ cả lời đó. 150 lời 50 là 200. À dạ, dạ, dạ. Chà, mê bán đắt quá. Con xin chúc mê bán đắt hơn nữa mê nghe. Dạ. Tụi đi lên Đông Hình chưa? Dạ, tụi đi lên Đông Hình rồi. À, 7 giờ. Dạ, 8 giờ. Dạ, Huế Việt Nam ngày nay. Dạ, dạ. Việt Nam ngày nay. Dạ. Rồi tụi đi coi Việt Nam. Huế, Huế Việt Nam ngày nay mẹ. Dạ. Tụi đi coi Việt Nam ngày nay. Dạ. Mời quý vị chúng ta thăm lại quang cảnh một chút. Ở đây có cây suy. Cũng khá là già, cao tuổi. Ngay cái góc này cũng có bán heo, ngoài kia là sông cầu Tây Ba. Thì thưa quý vị, chính thức chợ Tây Ba thì nằm bên kia sông, đi qua cầu. Khi kia thì ở cái khu vực đường mặt như chúng ta vừa xem, góc này có một cái chỗ người ta đặt cả cái am. Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta đang nhìn xuống cái sông Tây Ba. Qua cái dãy nhà trước mặt là cái đường tỉnh lộ 4 như chúng ta vừa thấy. Có một
bóng đò đang chở hàng trên sông. Và bên kia là chợ Tây Ba. Mời quý vị chúng ta tiếp tục đi vào chợ cùng với bên mua sắm cũng như là kiếm cái gì ăn uống. Đây là cả cái hàng đáng lạc như là thúng, mùng, rổ, rồi là nón tại chợ Tây Ba. Chuối này là chuối chi ở Bắc Quảng. Bán như thế này mấy giờ là hết? Hàng chuối và hàng rau. Để cái bắp chuối nó bằng bao nhiêu? Cái bắp này. Thế chứ lại 40 với thêm chục nữa, với 50 có thổi cho luôn được chứ, không có thổi gì đây. Đúng lắm. Chắc là hơi khỏe mà. Đó, bắp chuối là 40 bạc nó cho mày. Chứ không chứ, có bên này chuối chục nha. Thổi 150 cho luôn, thôi, cân đi cân cao. Thôi, cái vấn đề là tìm được con quay lui. Chứ bây giờ con đi nữa sợ không có chỗ để mà chở. Dạ. Nếu mà quay lui mà o con thì con xin mua. Cảm ơn hí. Dạ. Cha mẹ có bán cái bò rau rất là non. Vuốt. Không phân có thuộc gì hết á. Trong cái sân nữa, cái sân có cái... Dạ, sân có cái hồ nữa cơ ha. Cái loài này lâu rồi nè. Cái thuộc phân lái này mê còn bán luôn hả? Lâu lắm rồi, vừa đi thấy lái nè. Thôi xưa không mình nói. Cái này mê lao luôn. À. Dạ. Dạ. Thôi xưa không mình nói, hay đúng loài nữa. Vừa đi họ có đủ cả mì. Đây còn có hàng ăn sáng, mì. Đây còn có hàng kim khí, dao rửa liềm. Cái liềm bây giờ nó khác hồi xưa quý vị. Dạ. Bánh rất là ngon thơm. Dạ. Bánh ram cải ngang. Ram đi này. Đâu đó ngang đi ăn thử lại có thử ngon không? Đây là bánh trứng chiên luôn. Dạ. Chiên, chiên. Nóng chiên. Cái nồi chiên rất là hấp dẫn đây. Sôi sùng sục. Còn đây là bánh chuối chưa chiên. Còn đây là chuối chưa làm. Dạ. Chờ mình đóng từ mấy giờ tới mấy giờ? Chị 6 giờ tới 12 giờ. Dạ. À mô răng 6 giờ được. Ngày 2 giờ là đóng rồi. 2 giờ sáng hả? Sáng. Ủa. Đâu bên thế rồi. À dạ được. Để chờ nóng thôi cực lắm. Dạ. Hàng trái cây. Cầu. Mê bán cáo trâu mê. Bán
Dạ. Về bạn lâu năm chưa? Hai chục năm rồi hả? Đây là vôi à? Vôi để ăn cáo trâu đấy mẹ. Dạ, trà đây mẹ lạ trâu ngon chứ này. Rất là tốt. Đấy. Dạ. Vợ con khen mẹ đẹp lão. Dạ. Rất là đẹp. 87 hả? 85. Mẹ gần đây không? Dạ. Mẹ sức khỏe vẫn tốt chứ ấy? Ôi chào, thầy phiêu. Dạ. Dạ, tầm lắm cho mẹ là quá tốt quá mẹ nè. Cho mẹ cố gắng. Dạ. Ở đây có cái buông cáo tròn trịa và to, rất là đẹp. Dạ. Mẹ 90 tuổi rồi vẫn còn ra chợ. Dạ. Nhiều mẹ bạn cáo trâu. Chúng ta nhìn lại cái cầu Tây Thanh phía bên kia. Đây là hàng củ sắn khoai. Củ khoai tư. Đây là bánh sắn gì hay. Yeah. Em cảm ơn chị. Yeah. Hàng chổi. Chuối. Rồi gặp lại hàng bánh mía. Rồi các loài lá. Gà vịt. Một cân là 60.000. Chúng ta thấy dưới sông chiều sâu thì khoảng cỡ tầm nửa mét đến một mét cũng có thể thấy đáy, tuy nhiên không rõ lắm. Bên kia là tỉnh lộ 4. Cây dại nhà sát tỉnh lộ 4 trước chợ Tây Ba, và trước đây người ta gọi là chợ Tây Thành. Đây là cả cái hàng ăn rau củ quả. Có những cái loài trái được sắc sẵn. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta vào bên trong chợ. Thì ở trong chợ hàng thịt, hàng rau quả. Bánh sáng 10 cái 7.000. Dạ. Cảm ơn chị.
thì bà con cũng có bán bắp chuối, một cái món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Bên này là ô bán hàng mắm. Chứ gà chứ đứa chim cắm chứ. Mua ít mắm cà rô lên ăn. Rồi, em đi. Nàng ơi. À, lại thông chứ, lại thông đi. Dạ, chàng đi ô lâu luôn hả? Dạ. Ô làm ngay khoảng mấy đòn? Đòn. Có đặt cái 20. À dạ. Ô bán đến mấy giờ là hết? Chờ lý cờ 11 kia có hết. Dạ, cờ 11 kia là hết. Dạ, con cảm ơn ô. Chờ Tây Ba. Chúng ta thấy cá hẹt hay còn gọi là cá trê. Đây là những con cua rào. Lừa cái đâu đòi 50 ngàn hả? Chị lấy cái máng cho em với. Lấy mang. Cá ngư nữa. Chờ nhìn thèm quá. Dạ. Mấy anh cà rô đây ta cà rô đông à chị ạ. Cà ni là cà rô phi. À, à. Ít ni là cũng ít đông đây. Đông à. Ít hay là ít? Dạ. Chị đang cầu thịt lâm cả lâm chả hả? Lạc núi rồi đang có gì đây hả? Anh ai lấy cái thịt để mà làm chả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đi cần đâu hả? Ăn ngon. Đi cả những ngày làm 40 ngàn con, cả đi còn 50 ngàn con ngay rồi, bắt con thịt con rồi. 50 ngàn con. Đi một làm 40 thì con đi làm. Em đi qua hàng cần đâu. Khó đi muốn đâu. Dạ mê sắc để bạn à mê. Mê chắc mê có hút thuốc nữa à. Mê mắng đi là mắng da đang mê. À mắng da rồi có. Mê hả? Mê bán đang đi. Mắng đi mê cho hả? Cần phải một lại mê. Mắng chi mẹ ngồi đi cào bùi. Mắng về tắm quận. Mắng về tắm quận. À rồi được tối ra bắt chả mắng hả? Mắng là sao mê? À cũng sao. Sao mà chi là ngon mê hả? Sao về cái chơi bê gọi đồng hồ đẹp quá. Đồng hồ sức cố thôi xưa đó. Lâu lắm rồi đấy. Dạ, yeah. Thôi xưa mà có bữa nín có không? Có. Dạ, đâu chào mẹ. Cái ruột ở la mới đang đỡ. Đây là ruột chờ tới ba đây. Ờ, ruột có cạc không? Không cạc hả? Ờ, đang chạo luôn. Con hai em sống ruột á. Rồi mà. Dạ. Ở bàn đắng nữa. Mua mày bàn mày đó hả? Ở đâu đây lắm. Bạn quay ngang ở bàn á. Bạn ra, bạn đi bàn đó. Bạn quay ngang. Lên đục miệng lên này. Không có cả đó hả? Mang vô hại lên này. Vô, không có. Đây là cái cây nưa. Cái nưa nên đầu về mỏ chí á. Lâu lập rồi mới thấy lại cái nưa. Một cây đi bao nhiêu chị? Mười lăm ngàn. Dạ, cắt ra cho em được không chị? Dạ, bao lại luôn để lên nổ thôi. Dạ. Bao lại bỏ một lần. Bao không? Đâu. Nhưng mà cách đổ là như thế nào? Chị hướng dẫn giúp em với vậy? Này xong rồi bà luộc sao tôi bị thịt tôi bỏ bố. Chúng tôi đi xối sao tôi bị thịt tôi bỏ bố. Ấm mau men luộc xong. Dạ. Mình uống tôm. Sao tôm? Người chẳng phải luộc quá hả? Không, không từng luộc. Chúng xối bỏ bố thịt dâu với sao tôi thẩm nó múc bố hả? Bắt cái khố là cái sao ạ? Con bắt khó, những con mắc để được rồi. Giờ nó bên mắc không được rồi, xôi ra bên thả bố chặt lên, đồ mong lên. Trời này mà con nhờ nụ với thịt ít á, ngon lắm. Ngon rồi. Hồi xưa ở quê có nhiều lắm, dạ. Quê ở đâu? Ở Hưng Toàn. Hưng Toàn hả? Hưng Toàn. Toàn Hưng Trang. Yeah.
phụ lương á. Ông năm nay mấy tuổi rồi? Bảy mươi. Nhà ông ở gần đấy không? À, xa lắm. Xa lắm à? Ông ở bên này ở gái. Ờ, chắc thôi. Mẹ mất rồi. Mẹ chạy cho. Dạ. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong cái phía đình trệ. Quý vị thấy bà con cũng bán cả cái hàng tạp hóa, rồi gia dụng, đồ ăn uống, gia vị, rồi áo quần. Đi tính đường. Chúng ta thấy cái dáng chỉnh của chợ Tây Ba được lợp tôn. Và bên trong thì chủ yếu là các cái hàng tạp hóa. Thì máy hả chị? Ngồi máy trong chờ mạc gì hết. Phía ngoài kia là cái hàng tôm cá vừa rồi chúng ta có tham quan. Bên trong thì chủ yếu là cả cái hàng tạp hóa gia vị, bán nêm. Ngoài này cũng có một cái lối đi ra, đi qua cái hàng ăn. Vâng, như vậy bên cùng quay qua khá nhiều cái hàng cũng như là nhiều cái quán cảnh ở phía trong chợ Tây Ba hiện nay, mà ngày xưa người ta gọi là chợ Tây Thành. Bên đã mời quý vị chúng ta về thăm một cái chợ quê. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị thấy bà con ở chợ Tây Ba như thế nào? Bên cũng thấy rất là hiền hòa, dễ thương, hòa đồng, rất là tuyệt vời. Quý vị không quên cho một like video cũng như là bấm đăng ký để nhận các video khác mà mình tải lên. Xin cảm ơn quý vị đã về thăm Huế, thăm chợ Tây Thành. Mình chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Trân trọng mình chào.